Ok, xin chào các bạn, G-Shop fan yêu quý ở Velo Lê Thái Tổ. Vâng, và rất vui khi tiếp tục gặp lại các bạn trong buổi live stream ngày hôm nay tại Velo Lê Thái Tổ. Vâng, và ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một bộ sưu tập G-Shop AW 590 và 591 tại Velo Lê Thái Tổ ngay lúc này. Vâng, và đúng ra thì nó sẽ còn thêm một cái phiên bản màu Black and Gold nữa, nhưng mà hiện tại thì Velo đang chờ cái mẫu Black and Gold về đó, và các bạn có thể xem tham khảo trước qua ảnh nhé. Và chẳng ngày mai về cái mẫu AW 591 GBX1A9 thì Velo sẽ giới thiệu riêng đến cho các bạn, và phiên bản Black and Gold cũng sẽ là một phiên bản rất đẹp mà dành cho các bạn G-Shock fan của chúng ta. Vâng, thì ở cái phiên bản G-Shock AW 590 này của chúng ta sẽ có gì hot? Thì đầu tiên nó sẽ là một phiên bản G-Shock kim số. Vâng, kim số nghĩa là gì? Kim số có nghĩa là đồng hồ chúng ta sẽ hiển thị song song cả giờ kim và giờ số. Các bạn có thể thấy ở chúng ta sẽ có là kim giờ, kim phút này, và các cái màn hình ở đây nó hiển thị giờ số. Nó gọi là đồng hồ hybrid, đồng hồ line, là đồng hồ hiển thị song song cả giờ kim và giờ số đó. Và tại sao nó có sự phân biệt như vậy thì các bạn hãy để ý đến mẫu DW5600. Đó, 5600 của chúng ta là một mẫu chỉ dùng mặt số mà thôi, nó không có kim, thì Casio gọi nó là kim, là số tiêu chuẩn đó. Và còn các cái mẫu mà sử dụng hiển thị kết hợp giữa giờ kim và giờ số của chúng ta thì nó được gọi là giờ kim số đó. Và cái giờ kim số này thì đương nhiên rồi, cái điểm lợi của nó là nó sẽ nhìn, nó sẽ trông, nó sẽ ngầu hơn với bộ kim giờ kim phút đó. Và đặc biệt ở AW590 cũng như là 591 thì cái bộ kim giờ kim phút của chúng ta nó sẽ còn có khả năng phát dạ quang nữa. Các bạn có thể thấy là cái phần kim này đó, ở phần thân kim của chúng ta thì các bạn có thể thấy là có một cái lớp màu xanh đó, có lớp màu hơi xanh xanh ở đây, nó chính là cái phần phủ lớp dạ quang, nó sẽ giúp cho chúng ta xem giờ trong bóng tối rất là dễ dàng đó. Và mình xin giới thiệu lần lượt các phiên bản của AW590 cũng như là các cái tính năng cơ bản của nó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phối màu cơ bản nhất, phối màu nguyên thủy của AW590. Chúng ta sẽ có là AW590 1A. Đó, với các tính năng cơ bản như là shock resist là chống shock này, 200 meter water resist là chống nước ở mức 200m. Đó, là nói chung thì G-Shock đều có khả năng chống nước tối thiểu là 200m. Và với mức 200m này thì không có nghĩa là bạn xuống độ sâu 200m là đồng hồ không có vấn đề gì cả, mà nó có mà nó tượng trưng cho một cái mức là các bạn có thể đi bơi, đi biển, thậm chí là đi lặn với cả bình dưỡng khí khi các bạn xem san hô một cách thoải mái, và nó chỉ dừng ở mức như vậy thôi, chứ nó không phải là đồng hồ thợ lặn để các bạn có thể xuống các độ sâu cao hơn đó. Và chỉ duy nhất có dòng G-Shock Frogman dành cho người nhái đó, và được chính cấp cái giấy chứng chỉ nhận ISO Diver của Mỹ thì chúng ta mới sử dụng để được đi lặn sâu thực, lặn thực thụ. Với những thợ lặn chuyên nghiệp thì họ phải dùng cái dòng Frogman, còn với người sử dụng bình thường như chúng ta thì 200m, mức chống nước ở 200m là rất là đủ dùng rồi đó. Chúng ta có thể thoải mái đi bơi, đi biển và đi lặn với bình dưỡng khí khi các bạn đến Nha Trang xem san hô chẳng hạn, thì chúng ta không có vấn đề gì luôn đó. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có các cái chế độ rất là hay, ví dụ như là auto backlight, nó là chế độ về đèn tự động và giờ quốc tế. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn một số các tính năng khác mà Casio G-Shock họ không liệt kê ở cái phần tag này đó. Chúng ta sẽ có cái auto line này đó. Mình sẽ cầm một phiên bản khác để cho các bạn dễ xem hơn, AW591BB đi. Với cái auto LED này thì các bạn có thể nhìn thấy cái dòng chữ là auto LED ở đây, cái ở trên màn hình sub dial này, và chúng ta sẽ thấy cái ô này nó đang tối, và khi mình giữ nút bật đèn, nút reverse phía trên bên phải trong khoảng 3 giây thì các bạn thấy nó sẽ sáng lên, và khi mà các bạn nghiêng đồng hồ một góc 45 độ thì đồng hồ chúng ta sẽ tự động sáng. Đây là chế độ đèn LED tự động auto light của G-Shock cũng như là AW590, 591 nói chung đó. Và kết hợp với cả cái đèn tự động và bộ kim giờ phút được phủ dạ quang thì chúng ta chắc chắn rồi, chúng ta sẽ xem giờ trong bóng tối rất là dễ dàng với phiên bản AW590 và 591 này đó. Ngoài ra thì trên bộ máy của đồng hồ chúng ta thì sẽ được trang bị hai kiểu hiển thị đó,
chúng ta sẽ có thể xem giờ số này. Mình xin lỗi, là ba kiểu hiển thị là thứ này là thứ ba này, và hoặc là xem ngày tháng này, 19 tháng 2 này, hoặc là xem giờ số là 12:01 đó. Và tiếp tục chúng ta sẽ còn được cài đặt giờ quốc tế đó. Chúng ta sẽ có các 48 thành phố được cài đặt sẵn ở trong bộ máy của đồng hồ, và chúng ta sẽ dùng nút forward này để chúng ta đổi các múi giờ đồng hồ khác nhau chúng ta để chúng ta có thể sử dụng đó. Và cái này thì nó sẽ có lợi ích khi nào, thì nó sẽ lợi ích khi mà các bạn đi du lịch chẳng hạn đó. Đi du lịch chẳng hạn thì ví dụ như là ở đây chúng ta vẫn có thể kim giờ kim phút, chúng ta vẫn có thể để cái giờ Việt Nam, và còn giờ số này thì chúng ta sẽ chạy cái để cái chế độ World Time để chúng ta có thể xem cái giờ Paris đó, thành phố Paris của Pháp, để có thể đi du lịch mà chúng ta không bị lỡ những cái dịp theo giờ của Paris đó. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với chế độ là Countdown Timer, là cái chế độ bấm giờ đếm ngược này đó. Chúng ta sẽ có thể kích hoạt vào nút forward và dừng lại vào nút forward, reset ở nút adjust đó. Và stopwatch là bấm giờ thể thao đó. Các bạn để ý cái cách mình sử dụng đó, các bạn chỉ cần giữ nút ấn nút mode để chúng ta chuyển các chế độ đó, kích hoạt bằng nút forward đó, dừng lại ở nút forward và reset ở nút adjust, vậy là xong. Cuối cùng chúng ta sẽ có cái tính năng là báo thức đó. Báo thức chúng ta sẽ có đến 1, 2, 3, 4, 5 chế độ giờ báo thức đó, có 4 chế độ giờ báo thức đơn đó, viết tắt là AL đó. Chúng ta sẽ có một chế độ giờ báo thức lặp SNZ snooze đó, và cuối cùng là một cái signal. Các bạn để ý là nếu mà chúng ta có khó chịu khi mà đồng hồ cứ chòm giờ mà nó kêu tít tít thì có thể là các bạn đã kích hoạt cái sig này rồi. Và các bạn để ý cái màn sub dial chúng ta ở dưới này đó, các bạn thấy là cái màn sub dial với từ SIG ở đây, signal ở đây, chúng ta sáng lên thì chúng ta đang kích hoạt rồi, thì chúng ta cần phải truy cập vào chế độ báo thức và chúng ta chuyển đến signal để chúng ta tắt đi, vậy là xong. Và ở cái AW590 và 591 thì chúng ta sẽ chỉnh giờ kim và giờ số riêng. Với giờ kim là chế độ hard set đó, còn giờ số thì chúng ta sẽ chỉnh như thông thường bằng cách giữ nút adjust này và dùng nút mode để chuyển đến cái múi giờ, và chúng ta chỉ cần chỉnh về múi giờ của BKK chẳng hạn đó. Như vậy là xong, thì chúng ta sẽ set up được cái giờ số và theo cái múi giờ BKK. Còn cái giờ kim thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải truy cập vào chế độ hard set để chúng ta chỉnh giờ đó. Nó sẽ mất thời gian một chút đó, và mình sẽ mô tả cho các bạn thôi đó. Còn các bạn yên tâm là nếu mà các bạn đã có đặt mua G-Shop tại Belo thì chúng ta sẽ được chỉnh giờ trước khi mà chúng tôi vận chuyển. Do đó là các bạn cảm thấy hết sức thoải mái khi mà đặt mua và không có một cái sự lăn tăn gì cả. Đó, tiếp tục chúng ta tạm xa với phiên bản AW590-1A thì chúng ta sẽ có phiên bản màu đen xanh đó, với mã hiệu là AW5912A. Về tính năng so sánh với cả AW5901A thì về tính năng của chúng ta sẽ không có gì khác nhau cả. Nó sẽ khác nhau về cái cách phối màu. Như các bạn thấy thì viền thép ở phía ngoài ở đây của AW5901A nó rất là đơn giản. Nó được để nguyên một cái màu thép đánh xước đó như bình thường. Đó, còn ở AW5912A của chúng ta sẽ là một cái viền thép được phủ một lớp sơn màu xanh, sơn mờ đó, với logo G-Shock và Shock Resist rất là nổi bật. Và kim tương tự thì phần kim giờ của AW5901A là màu đỏ, và còn kim của AW5912A đồng bộ là màu xanh da trời đó. Và nói chung thì nếu mà các bạn nào mà yêu thích sự đơn giản, chúng ta sẽ đến với AW5901A. Còn nếu mà các bạn yêu thích màu xanh, các bạn là fan của đội bóng Chelsea, thì các bạn có thể chọn với AW5912A này đó. Và tiếp tục hai phiên bản này là hai phiên bản màu cơ bản của dòng AW590 đó. Còn đây, hai phiên bản này là hai phiên bản đặc biệt, màu đặc biệt mới nhất của dòng AW590-591 đó. Ở mẫu bên phải của chúng ta sẽ là mẫu AW591BB đó. Các bạn đã biết cái từ viết tắt này là gì rồi chứ ạ? BB nó sẽ là từ viết tắt của Black Basic, nó là màu đen cơ bản. Nó là màu đen cơ bản, nó là phối màu đen cơ bản của dòng G-Shock đó. Với mẫu mà màu đen cơ bản rất là nổi tiếng là DW5600BB1 đó. Thì với cái mẫu AW591BB này thì chúng ta cũng sở hữu một cái phối màu
toàn bộ màu đen. Đó, toàn bộ màu đen rất đẹp. Ở phần dây này, dây vỏ này, cả phần nút bấm này của chúng ta đều được phủ một lớp sơn màu đen. Đó, được mạ bóng, rất đẹp luôn. Mà mặt của chúng ta cũng được đồng bộ một cái phối màu như vậy. Một mặt màu đen này, kim đen này, với lớp phủ dạ quang nổi bật trên màn đen như này. Đó. Và các bạn có để ý không thì màn LCD của chúng ta ở AW591BB nó tương phản hoàn toàn so với cả AW590. Thì mình xin giải thích với các bạn là đây, cái hai cái này thì nó sẽ sử dụng cái OK, xin chào các bạn. Và các bạn có thể ý là hai cái màn hình của nó đều khác nhau đúng không ạ? Và hai cái màn hình này thì nó sẽ có sự khác nhau về cái kiểu hiển thị. Đó, AW590-1A của chúng ta sẽ sử dụng màn LCD chủ động, còn AW591-BB của chúng ta sẽ sử dụng cái màn LCD bị động. Đó, thì hai cái màn này nó sẽ có ưu nhược điểm khác nhau. Với AW590-1A thì chúng ta có thể thấy là chúng ta xem dạ vâng, xin chào bạn Nguyễn Trần. Thì có dịp thì Velo sẽ để hôm nay trời sáng đi, thì cho ánh sáng vào, ánh sáng từ hồ vào rất là đẹp. Thì Velo sẽ giới thiệu một vòng với các bạn cơ sở làm việc của Velo Lê Thái Tổ. Đó, và rất là cảm ơn sự quan tâm của bạn Nguyễn Trần. Vâng ạ, rất là mong và sớm gặp lại các bạn trong video như vậy. Đó, quay trở lại với cái màn hình LCD. Thì như mình đã nói thì cái màn hình LCD của AW590-1A là kiểu màn hình LCD chủ động, còn AW591-BB là màn LCD bị động. Đó. OK, vâng, rất là cảm ơn sự ủng hộ bạn Nguyễn Trần. Và rất là mong bạn tiếp tục giới thiệu đến các bạn của bạn về Belo, và để các bạn của bạn cũng sẽ mua được những đồng hồ G-Shock ưng ý như bạn tại Belo Lê Thái Tổ nhé. Vâng, rất là cảm ơn sự ủng hộ của bạn. Và nếu mà các bạn có bất kỳ một cái thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin lại hoặc là inbox cho Belo, thì chúng tôi cũng sẽ kiểm tra và cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Đó. Và như vậy thì các bạn có thể thấy là cái màn LCD chủ động này của chúng ta thì chúng ta sẽ xem giờ trong ban xem giờ ở các cái môi trường ánh sáng đèn phòng của chúng ta sẽ xem dễ dàng xem giờ hơn. Tuy nhiên thì khi chúng ta ra nắng thì chúng ta sẽ hơi khó xem giờ một chút. Thì ngược lại với màn LCD bị động thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ xem giờ ở trong ánh sáng phòng như mình đang ngồi ở đây thì nó sẽ hơi khó một chút. Nhưng mà khi mà chúng ta di chuyển ra ngoài trời với ánh sáng mặt trời cường độ mạnh thì chúng ta sẽ thấy là cái màn LCD này nó có độ tương phản tốt hơn, do đó là nó sẽ dễ dàng xem giờ ngoài nắng gắt hơn. Đó, tùy các bạn mà lựa chọn thôi. Nhưng mà mình thấy là cái hai kiểu hiển thị này thì nó đều có ưu nhược điểm, và nó đều sử dụng nói chung là nó đều sử dụng một cách thoải mái cả. Đó, quan trọng là nếu mà các bạn thích một sự sáng sủa thì các bạn hãy chọn cái màn LCD chủ động. Còn nếu mà bạn thích một cái sự mà nó ngầu hơn một chút, các bạn hãy chọn màn LCD bị động. Và các bạn thấy là thông thường ở các mẫu sử dụng cái phối màu Black Basic thì Casio G-Shock luôn áp dụng cái màn LCD bị động vào và để thiết kế nên bộ máy của đồng hồ. OK. Vâng, và mẫu cuối cùng đấy chính là phiên bản vàng hồng cho dòng AW591. Đó cũng rất đẹp và thuyết phục được rất là nhiều các bạn G-Shock fan tại Belo. Đó, và với phối màu vàng hồng của chúng ta sẽ được điểm ở phần khóa cài dây này, màu vàng hồng này. Đó, và phần tách G-Shock, Shock Resist cũng như là phần kim số và các cái điểm sơn ở trên phần trên mặt đó của chúng ta sẽ được điểm màu vàng hồng. Đó, đây sẽ là một màu khá là lạ dành cho các bạn G-Shock fan có cổ tay nhỏ. Chúng ta có thể chọn được cái phiên bản G-Shock AW591GBX1A4 này để chúng ta có thể thay đổi đi, khác biệt đi đó với các cái mẫu AW590-591 màu cơ bản. OK, vâng ạ. Và như vậy thì mình vừa mới giới thiệu cho các bạn xem toàn bộ 4 phiên bản màu của dòng AW590-591 đang có mặt sẵn sàng tại Belo Lê Thái Tổ. Và trong ngày mai thì Belo sẽ về nốt cái phiên bản AW591GBX1A9, và Belo cũng sẽ làm thêm cái video clip trên tay và trực tiếp gửi đến các bạn G-Shock fan trên cả nước. Và rất là mong nhận được nhiều sự ủng hộ và theo dõi của các bạn.
Và các bạn hãy nhớ nhé, Belo luôn luôn tặng kèm những cái phần quà hết sức là thú vị dành cho các bạn G-Shock fan của mình. Đầu tiên nó sẽ là chiếc vòng đeo tay G-Shock cực kỳ cool như thế này, để cho các bạn có thể thỏa sức phối kết hợp cùng với chiếc đồng hồ G-Shock của mình. Ngoài ra thì chúng tôi còn có thẻ thay pin Casio G-Shock miễn phí trọn đời cho các bạn. Các bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về đồng hồ của chúng ta sau khi hết pin. Đó, chúng ta sẽ có thẻ bảo hành quốc tế đi kèm, cùng với đó là cái tem vàng chống giả ở phía sau lắp lưng ở mọi sản phẩm như này. Thì với các cái tem này các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là sản phẩm mình là sản phẩm chính hãng và được phân phối chính thức tại Việt Nam. Đó, và mình rất là mong được gặp trực tiếp các bạn tại Belo Lê Thái Tổ, số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, để chúng tôi có thể trực tiếp tư vấn và phục vụ các bạn. Đó, và chúng tôi cũng sẽ thay pin đồng hồ chính hãng miễn phí trọn đời, cũng như là vệ sinh đồng hồ của các bạn bằng sóng siêu âm ngay tại đây luôn. Đó, và các bạn có thể đặt hàng, nếu mà các bạn không tiện đến Belo Lê Thái Tổ để chúng ta có thể kiểm tra trực tiếp, thì chúng ta có thể yên tâm đặt mua trên belo.vn hoặc liên hệ đến hotline của chúng tôi 024-6686-9898 để được phục vụ. Chúng tôi sẽ miễn phí vận chuyển COD trên toàn quốc với tất cả các đơn hàng G-Shock được bán ra bởi Belo Lê Thái Tổ. Và các bạn yên tâm là khi mà Belo chuyển hàng cho các bạn thì chúng tôi luôn đóng gói rất là cẩn thận với những lớp xốp chuyên dụng và hộp cắt tông chuyên dụng để đảm bảo khi mà nhận hàng thì các bạn sẽ luôn luôn nhận được một sản phẩm đầy đủ những cái phụ kiện đi kèm và những cái phần hộp của nó đều được nguyên vẹn. Đó. Vâng, và rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn và rất mong sớm được gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.